Dạ, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Xe Cổ Sài Gòn của em. Thì sắp tới thì bên em sẽ về những chiếc xe nhỏ nhỏ tầm giá dưới 400 để phục vụ cho tất cả các anh chị ha. Thì hôm nay em về một chiếc Ford Fiesta. Đây là chiếc 1.0 EcoSport 7 Sport nha các anh chị nha. Đời 2015. Ở Ford Fiesta thì em thấy cái kiểu dáng của nó rất là nhìn nó rất là dễ thương, phù hợp với các anh chị nào mà thích những chiếc xe nhỏ gọn để mình dễ di chuyển ở trên đường phố nha các anh chị ha. Xe này thì có nước sơn giống như là màu nâu đồng vậy các anh chị, màu nâu xám xám ánh xám, nâu ánh xám nha các anh chị nha. Xe thì cũng biển số ở Sài Gòn luôn. Dạ, và xe odo thì chạy được 48.000 km nha các anh chị. Ford Fiesta chạy rất là bốc luôn nha các anh chị nha. Thật sự nếu như các anh chị nào mà chưa sử dụng qua hãng Ford thì mình nên trải nghiệm một lần. Thì em thấy Ford thì chạy rất là êm. Dạ, xe thì cái dạng này là xe dạng hatchback nha các anh chị. Dạng hatchback cho bà cốp xe của Ford Fiesta cũng rộng lắm nha các anh chị nha. Cũng rộng lắm. Em sẽ mở phần bánh sơ cua lên cho các anh chị xem. Đây là bánh sơ cua của xe nha. Xe thì với cái giá là chỉ có khoảng 300 hơn tí xíu thôi. Thì bên em thì cam kết với các anh chị là xe khi mua bên em thì sẽ có phiếu bảo hành đàng hoàng. Và ngoài ra thì cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước. Bao các anh chị đi check hãng luôn nha. Và các anh chị cứ yên tâm đi, vì những chiếc xe như thế này á, em luôn luôn kiểm tra cực kỳ chặt chẽ và cái đầu vào, có nghĩa là kiểm tra cực kỹ luôn. Thì chắc chắn đảm bảo cho các anh chị ra cái chất lượng của xe bán ra. Là sẽ để đặt lên hàng đầu nha các anh chị nha. Xe thì đã được trang bị là ghế da rồi, có nút đề startup nha các anh chị nha, 25 nhưng mà đã có nút đề startup ha. Có đàm thoại rảnh tay trên vô lăng luôn nha. Màn hình thì vẫn là màn hình của Ford zin theo xe nha các anh chị, vẫn là zin theo xe. Đây ha, màn hình vẫn là zin theo xe. Cái xe này nhỏ gọn, nó dễ di chuyển lắm. Nếu mà anh chị nào, cái anh nào mà muốn mua tặng vợ thì em nghĩ là nên cân nhắc chiếc xe này ha các anh chị ha. Thường các chị nữ thì khoái chạy với chiếc xe nhỏ nhỏ để mình dễ dê, mình dễ chạy, mình dễ luồn lách hơn á các anh chị. Dạ, và các anh thì cũng thích những chiếc xe nhỏ gọn này để di chuyển trong thành phố nè, che nắng che mưa, mà giá chỉ hơn có 300 tí tẹo à. Đó, thì các anh chị có thể cân nhắc về chiếc xe này ha. Bốn bánh xe này thì đã được anh chủ anh thay bằng bốn lớp xe của Michelin. Thì lớp xe của Michelin thì các anh chị biết rồi, độ êm. Dạ, và độ êm của nó rất là chạy, rất là thích luôn ha. Em sẽ quay cái dàn gầm cho các anh chị xem ha. Đây là phần dàn gầm của xe. Xe bên em thì cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước nhé. Bao các anh chị chắc hẳn luôn. Thì các anh chị nào mà đang có nhã ý quan tâm về cái dòng xe Ford Fiesta thế này, nhỏ như thế này, thì có thể liên hệ với em. Và các anh chị lưu ý giùm em, đây là bản 1.0 EcoSport nha các anh chị nha. Sẽ cực bốc luôn. Rồi, các anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để góc dưới màn hình nhé, để em có thể tư vấn cho các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.